nơi đây nhưng khi đến rồi không thể quên. Hương vị ngọt ngào của ly cà phê đây chính là đặc điểm nói lên một phần nào đó vẻ đẹp Gia Lai được hình thành bởi cha ông. Người dân ở đây thân thiện mến khách, sống cởi mở luôn thật lòng. Và ngày trước thì còn chiến tranh nên bị bào mòn và chôn vùi, bởi vậy đừng dốc và có quanh co, như vậy mới là mảnh đất núi. Núi Hàm Rồng thơm mọc cùng với rừng su và mây trôi, đó là nơi bắt đầu của mọi sự sống ở nơi đây. Là lá phổi xanh điều hòa nhịp thở cho người dân ở Pleiku, là thác Phú Cường, là thủy điện, toàn tiên cảnh nơi trần thế. Trong tim tôi luôn cháy mãi một màu nắng buổi chiều về, tà áo dài mãi tung bay cùng bao kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Những ngày hè cùng đám bạn kéo nhau đi tắm mơ, tình cảm nhỏ bé dần trong quê hương tôi luôn bùng cháy như ngọn lửa. Em đẹp lắm Pleiku. Em đẹp lắm Pleiku. Em đẹp lắm. Gia Lai đẹp nhất về đêm lung linh ánh đèn khắp phố. Xương sống bạn lành cống, bầu đức cường đô ở bên kia đại tây dương còn cái tai là ngô. Những con xe xứ luôn hướng về nơi đây mà nó đỏ ba gian dân tộc ta dựng xây.